Rồi mời anh. Con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Thì con tên Phạm Huy Thưởng, con năm nay 33 tuổi, bằng tuổi lúc Chúa chết. Thì con rồi con có chết giống Chúa không? Thì con nếu xác thịt thì mình cũng phải chết, nhưng trong về thể hồn mình cũng vẫn phải cầu nguyện để sống bằng như Chúa. Và thì con là giáo sư Cung Xá, con là ở địa phận Thái Bình. Thì con cũng làm chứng cho Chúa về những đức tin của con và cũng như những cái lỗi lầm của con. Con là một người là rất tội lỗi. Con tội lỗi từ lúc còn bé. Thì năm 19 tuổi là con đã phải vào trại giam đã vì tội giết người chứ. Giết thật hay giết ngộ sát hay cố sát hay sao? Thì con cũng không cố ý là giết, nhưng mà trong lúc đánh nhau hỗn loạn rồi con cũng đâm người ta chết. Thì con bị xử 17 năm. Thế thì là con cũng lúc đấy thì bắt vào thì con cũng nghĩ là chắc đổi không có ngày mà về nữa. Vì lúc thời gian đầu vào nó còn gian nan lắm. Thế con cũng cầu nguyện, cầu xin Chúa. Thì sau 10 năm là con được giảm án rồi con về. Dạ. Thế là cái ơn thứ nhất. Alleluia. Còn cái ơn thứ hai của con đó là sau khi con về xã hội thì chỉ trong vòng 2 năm là con đã có vợ. Và hiện tại bây giờ là con được hai cháu. Dạ, và con thì ở ngoài Bắc. Hôm nay con với bố con bị ung thư, với mẹ con tranh thủ vào để vào trong đây. Thì vợ chồng con đến bây giờ lấy nhau cũng được gần 3 năm rồi, nhưng mà cũng đã hai bé, một gái một trai. Dạ. Đó là điều lớn nhất là ơn lòng thương xót của Chúa ban cho con. Alleluia. Chúng ta tưởng tượng một anh thanh niên 19 tuổi đã đi tù 10 năm mà về là 29 tuổi, đúng không ạ? Rồi sau đó là 2 năm sau thì đã có vợ và 3 năm sau thì có hai con. Chúng ta thấy đó là cái ơn của Chúa. Chứ thường mà mình đã có tiền án tiền sự như vậy, mấy cô nào mà dám thương mình, đúng không? Mà thường là những người mà đi tù về như vậy khó mà làm lại cuộc đời lắm. Tay đã lỡ nhúng chàm rồi, mà 10 năm trong tù khi học những điều tốt thì không có, mà toàn là gặp toàn những tay giang hồ cốt cán ở trong đó, mà dễ bị cám dỗ đi theo cái điều xấu hơn là vào theo những cái điều tốt. Ngay cả ở đây mà chúng ta trong bầu khí môi trường là lòng Chúa thương xót, nhà thờ, nhà thánh, cầu nguyện toàn là những người đạo đức mà còn giữ mình không nổi, còn bị cám dỗ làm điều xấu, huống hồ là vào trong trại. Toàn những người tiền án hay tiền sự, toàn những người giang hồ cộng cán, toàn những người mà đâm thuê chém mướn, lấy đâu mà cái gương sáng, lấy đâu ra cái tốt mà mình theo. Cho nên dễ bị sa lầy vào hơn là rút ra khỏi cái vũng lầy. Mà người anh em của chúng ta sau 10 năm đi tù trở về đã lấy vợ, đã có con rồi, sao nữa? Dạ, thưa cha, là ơn thứ ba của con là mới đây nhất là con được Chúa thử thách cho gãy đôi chân, gãy một cái xương đùi. Vì trước đây con bản thân sau khi con đã lấy vợ xong, con cũng làm ăn, nhưng mà trong cái thời gian làm ăn thì con cũng vẫn non chơi bời, rượu chè, cờ bạc, sóc đĩa đủ thứ hết. Thế thì sau cái biến cố thì nếu như con chưa gãy chân thì tối nào con nhà con bán hàng quán xong con cũng đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt, xong rồi chơi bài đến 1-2 giờ đêm con về. Trong khi đó con của con thì mới sinh được có 2-3 tháng, đứa thứ hai đấy cha. Thế thì sau khi con cũng hôm nữa con đi nhậu về, thế là con tự mình con đi xe, thế là con ngã ra thì sau khi đó là mọi người gia đình con là đưa con đi lên Hà Nội để đóng đinh nhặt chân á. Thì chân đi để đóng đinh á? Không, đóng đinh xương để cho nó nhanh lành á. Tưởng con bảo là 33 tuổi giống Chúa Giêsu cũng đem đi đóng đinh. Rồi sao nữa? Sau trong vòng mấy tháng nằm ở điều trị cho lành chân ấy, thì con ngày nào con cũng mở lòng thương xót con xem. Và thầy con cũng được như con bảo là bây giờ như ra ngoài thì con mọi hôm con cứ là
cái chỗ nào đông nhất là con cứ đứng ra hùng hồn với lại nọ kia nói nhiều, nhưng mà vào đến nhà thờ thì con chẳng chịu lên gọi là gần ngồi gần hoặc là vào hội ca đoàn các thứ hết. Thì hôm nay con xin Chúa Thánh Thần ban cho con là được làm sao giữa làm chứng cho Chúa này, và hai nữa khi đi thờ là mình mạnh dạn này, mình vào hội đoàn hội, còn nếu như mình đi ra xã hội thì mình lại có thể mình thu nhỏ lại, hẹp lại, mình không làm một cái gì để mình chỉ đến với Chúa là một cái nghị lực và một cái người con của Chúa thôi ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thì chị em nãy con mua cái áo thì có một cái chú kia chú ấy tặng con là cái hình thánh gia, mẫu hình thánh gia với lại nòng cung sót đây. Thì cái này chú bộ này về cho treo chìa khóa, thì cũng tâm nguyện của con là con cũng muốn là cho. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là một người đi tù về và đã được ơn của Chúa là có vợ và có con, ngon chưa? Ngon chưa? Ngon không? Ngon mà có chịu ngon không? Không, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, lại lao vào cờ bạc sóc đĩa nhậu nhẹt đủ thứ hết. Rồi đến khi mà Chúa lại phải dùng thêm một lần nữa là cho anh ta không ai đụng anh ấy, tại vì anh uống vào rồi, anh lái xe tự anh té ngã và gãy giỏ và đem đi đóng đinh. Mà nhờ đóng đinh ấy mà người ta mới tỉnh ngộ, mới quyết tâm quay trở về mà lên đây làm chứng, mà thú nhận những tội lỗi của mình. Mà một trong những cái tội mà thanh niên ngày hôm nay hay phạm đó là tội đi lễ mà toàn là đậu gốc thôi. Gốc gì? Gốc cây. Cứ gốc cây ngồi đúng không? Dạ đúng rồi, trước đây cứ gốc cây ngồi à. Đó, tội bỏ đạo gì đậu gốc, cứ lễ là gốc cây ngồi. Đến mức độ mà có nhiều cha sở mời mãi không vô được. Chúng tôi hồi đó chúng tôi giúp sứ, có một cha già nói, cha Long ơi tôi nản quá, tôi nó cứ ngồi gốc cây thôi, nhà thờ phía trên này là vắng lắm. Có giáo điệp tin mừng này lạ cái chỗ là sáng ngày có anh bạn bảo tôi 3 giờ chiều mới bắt đầu, mà 3 giờ sáng người ta đã đến, người ta ngồi chờ rồi, đúng 12 tiếng. Hồi châu trực suốt từ 3 giờ sáng để 3 giờ mở cửa là lao vào xí được cái chỗ này, mà ngồi xí từ 3 giờ mà ngồi cho đến 7 giờ là 4 tiếng đồng hồ, cứ kiên trì ngồi như vậy suốt 14 tiếng đồng hồ như vậy. Thì đó là điều lạ. Thì cha sở bảo tôi đi, tôi không có thấy chỗ nào mà nó ngồi được như vậy đâu, nhà thờ nó cứ phía trên là vắng hoe, cứ ngồi phía dưới thôi, đôi khi phải bỏ ghế đi, gặp bỏ ghế bao nhiêu thì nó lại lùi xuống bấy nhiêu. Có một lần cha sở tức quá nói không được, buổi lễ lễ xong chúc anh chị em về bình an trừ những thằng đứng gốc cây kia. Rồi không vui vẻ tạ ơn Chúa nó đi về. Thế thì thưa chị em, chắc đồng này cũng đúng ở trong phái chí ông cười không gốc cây phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng hôm nay mình cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong tuần chủ nhật kính Chúa Thánh Thần, Chúa về trời để gửi Thánh Thần xuống và gửi Thánh Thần xuống trên những con người ngày hôm nay để họ cảm thấy khao khát Chúa. Nếu mà không khao khát Chúa, anh chị em chẳng chờ đợi từ 3 giờ sáng tới bây giờ là 3 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ đâu. Nếu mà không có lòng yêu mến Chúa, anh chị em chẳng thể ngồi đợi từ 3 giờ mà tham dự giờ lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng Chúa thương xót, rồi lại lần Chúa mân côi, rồi lại lần Chúa lòng Chúa thương xót hai tour từ lúc 12 giờ tôi đặt tay mà cho tới 4 giờ mấy tiếng. Mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ mà hết kinh mình coi đến kinh lòng thương xót, anh chị em có rền rã, rền rĩ đọc như thế, sốt sáng đọc như thế. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao ta làm được? Nhưng mà nhờ Chúa về trời, Chúa gửi Thánh Thần xuống. Và mỗi anh chị em chúng ta nếu mà không hướng đến quê trời thì tội tình gì mà đến đây ngồi làm cái gì? Nếu mà không biết rằng quê hương của chúng ta là ở trên quê trời, nếu mà không biết rằng chết rồi không phải là hết, nhưng mà là bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc sống mới, mà cuộc sống mới ấy đang được bắt đầu ngay từ bây giờ. Từng bước chúng ta đang bước về trời. Mỗi bước chúng ta làm những điều tốt,
mỗi bước chúng ta đến gần Chúa thay vì ngồi ở gốc cây kia, mỗi bước chúng ta tham gia ca đoàn, tham gia phục vụ, tham gia thiện nguyện, là mỗi bước chúng ta đang làm cho cái con đường về trời nó càng gần hơn. Và mỗi lần anh chị em làm những điều sai quấy như bạn của chúng ta đây, 10 năm trong tù, rồi tiếp tục nhậu nhẹt, tiếp tục gái gú, tiếp tục cờ bạc, thì là mỗi lần chúng ta làm cho đường về trời càng xa lắc xa lơ. Mà cứ nhìn về quê trời mà phải hát: nghìn trùng xa cách, trời đã đi đâu mất rồi, không thấy trời đâu cả, mà chỉ thấy đất tối om om trong cái ham muốn của con người. Gửi tặng cho anh bạn cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Có mẹ không? Dạ con. Có mẹ hay không? Có ạ. Rồi đây gửi tặng cho anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Anh tặng cho mẹ của anh, nói với mẹ. Dạ mẹ ơi, con hôm nay con lên làm chứng rồi cha tặng con cái quạt, thì con tặng mẹ để mẹ quạt cho mát. Dạ, thưa, dạ. Mẹ quạt cho mát chứ con không quạt cho mẹ. Quan bìa như vậy là anh nói với mẹ cái quyết tâm hôm nay của anh quay về, cái món quà đó là quà đẹp lòng mẹ hơn cả. Nào nói. Thưa mẹ, là con sẽ dùng cái quạt này để làm điểm nhấn, để con sẽ quyết tâm đi theo Chúa và mẹ Maria, để con sống cả cuộc đời này vì bản thân con và Chúa và mẹ Maria, để con đi lên, đi theo Chúa và về trời ạ. Rồi, hallelujah. Chứ đi theo Chúa không biết đi về đâu, đi theo làm gì? Đi theo Chúa về trời. Rồi, về trời là có phải đi nặng nữa không? Dạ không ạ, cha. Và con cứ đi theo Chúa, Chúa cho gì đi đấy ạ. Rồi, xin mời hai bạn.